Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây mời quý vị cùng các bạn đến với bản tin chi tiết. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 25 tháng 6 năm 2023. Vào đêm ngày hôm qua, Trung Quốc báo động khẩn cấp khi mưa to lũ lụt từ thượng nguồn sông Dương Tử, sông Mekong và sông Hoàng Hà dồn dập đổ về khiến con đập Tam Hiệp bị đứt nặng, làm cho hơn 1 triệu người dân của Trung Quốc đổ xô đi mua tàu thuyền hòng vượt biên trái phép để lánh nạn. Ước tính có khoảng gần 100 triệu người dân của Trung Quốc gấp gáp tràn qua. Tuy nhiên, do đã nắm bắt được tình hình rằng người Trung Quốc kiểu gì cũng tìm mọi cách để tràn sang đất của Việt Nam, nên lực lượng bộ đội biên phòng, lực lượng dân quân, công an cơ động đã bao vây tứ phía và hễ phát hiện ra trường hợp nào đưa người Trung Quốc vượt biên trái phép sang Việt Nam thì ngay lập tức bị bắt giữ, tống cổ ra khỏi lãnh thổ của Việt Nam chứ không cho đi cách ly 14 ngày như trước đây. Bởi vì nếu cho đi cách ly sẽ tốn cơm, tốn gạo của nhà nước Việt Nam, ngoài ra sẽ không răn đe được phía người dân của Trung Quốc. Đây chính là lý do vì sao mà trong những ngày vừa qua, ngoài thủ đô Hà Nội thì thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi, các lực lượng chức năng đã liên tục truy bắt những người Trung Quốc có dấu hiệu nghi ngờ sang Việt Nam bằng con đường vượt biên trái phép và tất cả đều bị cho đi cách ly 14 ngày. Bởi vì nguồn lây nhiễm dịch bệnh ở Đà Nẵng là do bệnh nhân F0 được nghi là do người Trung Quốc lây ra. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa tìm ra bệnh nhân F0. Và câu hỏi đặt ra là một vài ngày tới, các lực lượng chức năng của Việt Nam mà tìm ra bệnh nhân F0 là người của Trung Quốc thì phải xử lý như thế nào? Nhiều người cho rằng sẽ tống cổ bệnh nhân F0 trả về cho phía Trung Quốc. Ý kiến khác cho rằng phải bỏ tù bệnh nhân F0 này. Một vài ý kiến nữa cho rằng phải cho bệnh nhân F0 người Trung Quốc ra một hòn đảo cách ly với cả loài người. Bởi vì nếu không, bệnh nhân này sẽ lây lan ra rất nhiều cho người khác. Nhưng kiếm đâu ra hòn đảo mà không có một bóng người trên thế giới bây giờ? Kính thưa quý vị, theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng một dòng người rất đông của Trung Quốc ở vùng hạ lưu sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp đang ùn đổ về những con đường mòn thuộc tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây. Hai tỉnh này được cho là có đường biên giới giáp danh với Việt Nam. Tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây chỉ cách Việt Nam bằng một con sông nhỏ do mưa to, gió lớn, lũ lụt, động đất, sóng thần, sạt lở. Những người của Trung Quốc muốn sang Việt Nam để tránh trú, đồng thời tìm kiếm việc làm. Được biết, trong những thời gian vừa qua, kể từ cuối tháng 5 cho đến đầu tháng 7, một số người dân Trung Quốc đã chạy trốn chót lọt sang đất nước của Việt Nam. Số khác đang định vượt biên sang lãnh thổ của Việt Nam, số còn lại thì đã bị bắt giữ. Hiện lực lượng chức năng của Việt Nam đang tăng cường một lực lượng hùng hậu để không cho người Trung Quốc sang lãnh thổ của Việt Nam vì nhiều ý kiến cho rằng đây chính là đầu mối lây lan ra dịch bệnh COVID-19 và việc làm cương quyết nhất khoát trên của các cơ quan Việt Nam đã được nhiều người dân ủng hộ như hưởng ứng hoan nghênh. Đây là nguyên nhân vì sao một số nhóm người Trung Quốc đang lẩn trốn ở Việt Nam đã bị người dân phát giác, tố cáo cho các cơ quan chức năng bắt giữ đem đi cách ly hoặc tống cổ ra khỏi lãnh thổ của Việt Nam để trừ hậu họa. Kính thưa quý vị, ngay tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt câu hỏi, thắc mắc rằng tại sao trong thời gian gần đây, người của Trung Quốc lại muốn tràn sang đất của Việt Nam đến như vậy? Thì xin thưa với quý vị rằng hiện câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời chính xác, chỉ biết rằng bệnh nhân F0 mà lây nhiễm dịch bệnh cho những bệnh nhân nhiễm chủng COVID-19 ở thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua hiện vẫn chưa tìm ra là ai, là người của nước nào. Nhiều nguồn tin cho rằng bệnh nhân F0 chính là người của phía Trung Quốc. Cho nên bây giờ nếu như bất kỳ người Trung Quốc nào có những biểu hiện nhập cư trái phép vào Việt Nam thì ngay lập tức sẽ bị bắt giữ. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất nhiều người quan tâm tới tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và thiên nhiên tại Trung Quốc từ đầu năm tới bây giờ, thì tờ báo quốc tế đã có một thống kê chi tiết như sau. Trung Quốc đã gặp phải một điều đen tối, đó là những con quạ đen bay khắp bầu trời của Bắc Kinh, báo hiệu một năm 2022 đầy sóng gió đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Và điều đó ngay lập tức đã được ứng nghiệm khi vào cuối tháng 1, dịch bệnh COVID-19 lây lan mạnh ở khắp thành phố Bắc Kinh và lan ra các tỉnh thành của đất nước Trung Quốc, làm cho kinh tế của đất nước này bị kiệt quệ. Ngoài ra, từ cuối tháng 2, đầu tháng 3 tới tận bây giờ, Trung Quốc liên tục gặp những trận mưa to đến rất to, làm lũ ở thượng nguồn con sông Dương Tử, con đập Tam Hiệp đổ về vùng hạ lưu, nhấn chìm 28 tỉnh thành của nước này, làm cho người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình được cho là đang mải mê đi chinh chiến ngoài Biển Đông. Ông ta liên tục điều quân đội của Bắc Kinh đem tàu chiến, đem máy bay và đem tên lửa tiến ra ngoài Biển Đông để thực hiện những công cuộc như bắn đạn thật và tập trận
nhằm thị uy sức mạnh và dương oai đối với các nước trong khu vực để thách thức thế giới, trong đó có Mỹ, và tất cả những việc làm sai trái của phía Trung Quốc ngay lập tức đã bị mẹ thiên nhiên Đức Chúa Trời ra tay trừng trị trừng phạt Trung Quốc thay cho thế giới. Điều đó được thể hiện bằng những trận mưa to, gió lớn, bão tố, phong ba mịt mù liên tục ập xuống phía Trung Quốc hơn 63 ngày đêm vừa qua. Hiện tại thì mặt trời vẫn không xuất hiện ở phía Trung Quốc. Bầu trời của Trung Quốc liên tục xuất hiện những màu đen tối. Những cơn mưa đen xì liên tục ập tới phía Trung Quốc làm cho người dân của nước này vô cùng run sợ. Họ chạy toán loạn lên những đỉnh núi cao để tránh trú. Thậm chí họ bay sang cả Campuchia, vượt biên sang Lào, Myanmar, Triều Tiên, Nga, trong đó có cả Việt Nam. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Nó lây lan hết người này sang người khác, làm cho các cơ quan chức năng của Việt Nam cấm không cho người Trung Quốc vượt biên. Và đây chính là lý do vì sao mà toàn bộ những người vượt biên trái phép sang đất của Việt Nam đều bị bắt giữ và đem đi cách ly. Kính thưa quý vị, liên quan tới người Trung Quốc vượt biên trái phép vào lãnh thổ của Việt Nam, tờ báo Quân khu 7 của Việt Nam cho biết Việt Nam vừa bắt 6 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Đồn biên phòng Phước Thiện, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước phát hiện và bắt giữ 6 đối tượng người Trung Quốc đang có ý định vượt biên sang Campuchia. Theo đó, vào lúc 7 giờ 47 phút, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực chốt số 2, tổ công tác đồn biên phòng Phước Thiện phát hiện 6 người đàn ông đang có nhiều nghi vấn. Tổ công tác phát hiệu lệnh yêu cầu dừng lại để kiểm tra thì đối tượng bỏ chạy. Lực lượng chức năng truy đuổi khi đến khu vực lô cao su phía sau trại heo Phước Thiện 5, ấp 10 Mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp thì bắt được. Các đối tượng trên đều không xuất trình được các loại giấy tờ theo quy định. Theo lời khai ban đầu, các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới phía Bắc di chuyển bằng đường bộ vào Đồng Nai và lên biên giới tỉnh Bình Phước với ý định vượt biên trái phép qua Campuchia để tìm việc làm. Đồn biên phòng Phước Thiện tiến hành các biện pháp phòng dịch và bàn giao cho ngành y tế địa phương cách ly theo quy định. Hiện vụ việc đang được đồn biên phòng Phước Thiện điều tra làm rõ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!